Tình trạng sạt lở bờ biển đang diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực ven biển tỉnh Quảng Bình, đe dọa đến nhà cửa, đất canh tác của người dân. Nguyên nhân chủ yếu là do mưa bão, sóng lớn bất thường trong những năm gần đây. Trước đây ở khu vực này có khoảng 30 hộ dân sinh sống, nhưng qua từng năm, khi thì 3 hộ, khi 5 hộ, đến nay không còn hộ dân nào ở đây được bởi do sạt lở bờ biển. Vấn đề sạt lở bờ biển ở cả khu vực tỉnh Quảng Bình rất nhiều điểm đang còn rất là nghiêm trọng. Tại thôn Lương Quang, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, hàng trăm hộ dân đang vô cùng lo lắng trước sự xâm thực của biển như hiện nay. Nhà dân ở sạt biển thành từ mùa bão sạt lở là dân rất lo ngại. Có những cơn bão mà đến cấp giật 12 và gió đến 12 á thì có những đợt sóng có thể vào để tống trung tâm dân là cả trăm mét. Chính quyền địa phương cũng có làm công tác phòng chống thiên tai và tổ chức di dời dân tùy theo mức độ ảnh hưởng của bão. Địa phương cũng có một nhu cầu, có một cái hệ thống đê kè chắn sóng khi có mưa bão, tránh sạt lở. Toàn tỉnh Quảng Bình có hơn 100 km bờ biển, hàng chục điểm sạt lở nặng nề do biển xâm thực. Trong đó 5 khu vực tính trên 6 km đường bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng nhất. Đáng chú ý là tại bãi tắm Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, đầu năm 2024, biển đã lấn sâu 100 đến 150 m, sói lở dọc bờ biển dài 500 m. Sở Nông nghiệp cũng đã tổ chức theo dõi diễn biến sạt lở để tìm cái giải pháp phù hợp. Trong thời gian đó cũng khuyến nghị các địa phương là tổ chức là sử dụng các biện pháp và gia cố tạm thời để tránh sạt lở diễn biến nghiêm trọng thêm. Riêng đối với sạt lở tại khu vực bãi tắm xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Sở Nông nghiệp cũng đã tham mưu ủy ban tỉnh là tổ chức nghiên cứu, điều tra, khảo sát đề tài, lập đề tài nghiên cứu để mà tìm ra cái giải pháp phù hợp. Hiện một số nơi ở Quảng Bình, khu dân cư chỉ còn cách bờ biển 30 đến 35 mét. Mặc dù được bổ sung 100 tỷ đồng khắc phục khẩn cấp năm 2023, nhưng sạt lở vẫn ngày càng trầm trọng. Hàng trăm hecta đất sản xuất, nhiều khu du lịch, công trình công cộng và hàng nghìn nhà dân sẽ khó mà tồn tại bởi xâm thực của biển. Đêm qua đến sáng nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Theo hệ thống đo mưa chuyên dùng Viren tại Cao Bằng, Bắc Cạn, Thanh Hóa, tổng lượng mưa từ 55 đến 125 mm. Tại xã Tam Văn, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa, mưa to đã gây ngập và sạt lở cục bộ ở đường tỉnh lộ 530B. Do mưa lớn, hồ thủy điện Tuyên Quang 12 giờ hôm nay sẽ mở một cửa xả đáy. Các khu vực trũng thấp ven sông ở các tỉnh thành Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Dự báo hôm nay ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có nơi trên 70 mm. Chiều tối và đêm nay ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có nơi trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngoài ra, ở Trung Bộ, nắng nóng diện rộng khắp từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận, với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất về trưa và chiều chỉ từ 50 đến 55%. Mưa lũ đã khiến cho 3 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương ở Vĩnh Phúc. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, thì trong 3 ngày vừa qua, địa phương đã có mưa rất lớn, có điểm lên đến 200mm và gây ra nhiều thiệt hại. Ngay trưa hôm qua, thì một vụ sạt lở đất tại xã Hải Lựu cũng làm sập một nhà dân, khiến cho một người chết và 10 người đã bị thương. Cách đây 2 ngày, thì mưa lớn, lũ lên đã cuốn trôi 2 người khi đi qua các cầu tràn. Nạn nhân đi cùng với nhóm bạn đi vui chơi tại vườn quốc gia Tam Đảo. Thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy. Tại vùng đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long, thời điểm này, nhiều sản vật tự nhiên đầu mùa nước nổi rất là phong phú. Trong đó, hoạt động mua bán cá linh, loài cá đặc trưng mùa nước ở miền Tây, bắt đầu nhộn nhịp, ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp. Theo người dân, các xã Thường Thới Hậu A, Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, nơi đón con nước sớm nhất ở tỉnh Đồng Tháp. Cá linh xuất hiện cách đây vài ngày, khi địa phương mở nắp cống đón con nước vào đồng. Hiện cá linh chưa làm được mua trực tiếp từ ngư dân đánh bắt là 100.000 đồng một ký. Cá làm sẵn giá 200.000 đồng một ký, còn tại các chợ giá sẽ cao hơn từ 50 đến 100.000 đồng một ký. Thị trường tiêu thụ sôi động, những người bán cá thuê thêm từ 5 đến 6 nhân công làm cá với giá 30.000 đồng một ký. Mỗi ngày một người có thể kiếm thêm từ 70 đến 100 ngàn đồng từ tiền làm cá. Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 785 công trình thủy lợi, trong đó có nhiều công trình được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp
và năng lực tưới giảm, nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ rất lớn, cần sớm được nâng cấp và sửa chữa. Diện tích đất canh tác nông nghiệp toàn tỉnh Đắk Lắk vào khoảng 655.000 ha, diện tích được tưới trực tiếp từ công trình thủy lợi chỉ đạt khoảng 47% diện tích cây trồng cần tưới. Trong khi đó, những năm qua do khó khăn về nguồn vốn đầu tư, nên hiện nay mới đầu tư sửa chữa nâng cấp được 77 trên 307 hồ đập đã xuống cấp, đạt tỷ lệ khoảng 25%. Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 10 công trình thủy lợi xuống cấp đang được gấp rút sửa chữa nâng cấp. Để tăng năng lực tưới, đảm bảo an toàn cho công trình thủy lợi, tỉnh Đắk Lắk đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp hồ chứa giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025 từ nguồn đầu tư của Bộ, chương trình, dự án phòng chống thiên tai, các dự án ODA và các nguồn đầu tư khác. Trong đó, ưu tiên các công trình có quy mô lớn, tình trạng hư hỏng nặng, cần phải sửa chữa gấp, tổng kinh phí 25.602 tỷ đồng.